Nào cùng nhau tới mừng Thánh Gioan Tiên Hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi Thánh Gioan thanh trong dạ mẹ tìm cha, ơn gió Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Ngày vị tiền hô sinh ra đời rộn ràng vang tiếng cười. Là ngày nở tươi cho muôn người nay một kỷ nguyên mới. Thời đại đã tới Chúa cứu đời lời từ xưa tiên báo. Chọn tình tặng trao cho nhân trần muôn hồng ân tuôn trào. Nào cùng nhau tới mừng Thánh Gioan Tiên Hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi Thánh Gioan thanh trong dạ mẹ cha, ơn gió Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Nay vị tiền hô sinh ra đời như hồng ân Chúa trời. Lòng mẹ nhẹ vơi bao mong chờ giờ thành niềm vui mới. Thời của mẹ cha nay tuy già chẳng còn lo son dối, trở thành dòng dõi những thánh nhân hưởng hồng ân muôn đời. Vị tiền hô sinh ra đời nghiêm lễ nơi sứ thần, dù lòng phụ thân mang nghi ngờ giờ thành niềm tin mới. Chẳng còn lặng câm trong âm thầm mở miệng tôn vinh Chúa, một niềm thành kính cho tâm tin phụng thờ trong an bình. Nào cùng nhau tới mừng Thánh Gioan Tiên Hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi Thánh Gioan thanh trong dạ mẹ tìm cha, ơn gió Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Thank you.
cho con nương nhờ ơn đó.
nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Quyền xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Cứ sự tưởng ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được rằng cuộc sống của chúng ta ở trên dương thế này thường xuyên gặp phải biết bao những gian khó và gian khổ. Cái điều đó là tất yếu. Mình sinh ra là khổ bởi vì chúng ta cất tiếng khóc chào đời đang cảm thấy cái sự đau khổ rồi, và biết bao những thử thách đang rình đập vây quanh chúng ta. Nhưng lời Chúa hôm nay thì xác quyết, nếu chúng ta trông cậy vào Chúa thì Ngài sẽ bảo vệ và giải thoát chúng ta. Nhất là tin mừng lát nữa chúng ta sẽ được nghe Chúa nói rất rõ, đừng sợ, bởi vì luôn có Chúa đang đồng hành với chúng ta. Chiều hôm nay liên kèn của giáo xứ cùng với hồi bát âm trong giáo xứ chúng ta đây để tưởng nhớ ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, và bát kèn liên kèn cũng như hồi bát âm đến nhận Ngài làm đấng che chở và bảo vệ. Vì thế khi chúng ta cùng với liên kèn và anh em trong bát nhạc mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả thì chúng ta luôn nhớ rằng Ngài là vị tiền hô của đấng cứu thế, Ngài được gọi là vị ngôn sứ cuối cùng của cựu ước, làm vị ngôn sứ cao cả nhất. Ngài cũng là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho nhân loại biết đấng cứu thế là Đức Kitô, đấng cứu thế là trên Thiên Chúa, đấng cứu độ trần gian. Và hơn ai hết thì Thánh Gioan chính là người làm phép rửa cho Chúa cứu thế tại dòng sông Giô-đan. Vì thế chúng ta hiệp dâng thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả cùng với anh em liên kèn và bác ân hôm nay. Xin Chúa tôn ta cũng sẵn sàng chuẩn bị đón ngày Chúa đến, đó là biết chết đi với tội lỗi, sự ích kỷ, tính kiêu căng để cam đảm nói sự thật, sống thật và hân hoan đi theo, đi đau giảng và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô. Mời cộng đoàn sám hối tội lỗi để xứng đáng cử hành bồi nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin dâng đời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng đời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: Lạy Đức Chúa, con nghe biết bao người vu cáo. Kìa, lão tứ phía kinh hoàng, hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bắt đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa, các đạo binh, đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng. Vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài, hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bẩn khỏi tay những phường hung bạo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin nhắm nơi con thân cầu, vì lòng từ bi nhân hậu, xin con cứu thoát cuộc đời bề dâu. Vì Chúa con chịu nhục thân, vì anh em đoàn thân nhân kinh ghét riêng mình. Sự nhiệt tâm nhà Chúa khiến con mỏi mòn tổn thương, điều làm tôi nhung gai lại đổ lên trên mình con. Lạy Chúa, này con dâng lời nguyện xin, tình yêu thương Ngài hãy biểu lộ. Nguyện thương con theo đứng nhân hầu, nguyện nơi con Ngài ơi chiếu theo đứng cả từ bi. Vì lòng tin chung Ngài, nguyện son thương thân phận con. Xin tìm kiếm nhân Ngài,
chiếc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật thì tội lỗi không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội, bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới, nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà lao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em, thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cứ sự thường thì ngày Chủ nhật tôi thì chia sẻ độ 5-7 phút, lâu lắm đến 10 phút thôi. Nhưng hôm nay thì xin phép nói dài một chút. Bởi vì ngoài cái phần phục vụ lời Chúa Chủ nhật 12 thường niên, còn liên quan đến lễ thánh Gioan Tẩy Giả, sinh nhật Gioan Tẩy Giả, quan thầy của Liên Kèn của giáo xứ, rồi quan thầy của
Điền bắc nhạc của giáo xứ nữa. Thế nên là xin phép nói hơi dài dài một chút. Thì thưa quý bà và anh chị em thế này, hỏi các bạn trẻ này, chúng con sợ cái gì nhất ở trên trần gian này? Sợ cái gì nhất? Có sợ không? Có không? Chắc mình sợ nhiều thứ lắm. Tuổi trẻ thì sợ tuổi trẻ, trung niên sợ cái của trung niên, già về sợ cái của già. Đó. Khi chúng con vừa mới sinh ra đó, sợ không? Sợ gì nhất? Sợ ma. Nhiều khi để nghe ông bà kể chuyện ma đứng lên làm sao đó, cũng là vung nước vừa mới ngồi đây đâu. Phải không? Sợ ma không? Có chứ phải không? Lớn lên một chút nữa và có tuổi chuẩn bị bước vào đại học, tuổi thanh niên, trung niên, sợ, phải không? Sợ thất nghiệp rồi sợ đủ thứ. Còn các bạn nữ sợ gì? Sợ ế nữa, phải không? Nhiều thứ lắm, phải không? Nói đến chuyện sợ thì nó miên man nhiều lắm. Cái điều đó thì theo tôi nghĩ nó cũng sự thật thôi. Bởi vì ngay Đức Giêsu khi sai 12 tông đồ đi rao giảng tin mừng đó, với cái chỉ thị rất là cụ thể và rõ ràng. Nhưng rao giảng tin mừng không phải là một cái sứ vụ nhẹ nhàng, dễ dàng một chút nào. Đó là một cái sứ vụ rất là nặng nề. Mà rất nặng nề thì chớ nó còn đầy những nguy hiểm nữa, luôn bị chống đối và bách hại. Và điều này Chúa nói hay lắm. Chẳng hạn nó nguy hiểm như là chiên đi vào giữa bầy sói, rồi chống đối và bách hại ngay từ ở trong gia đình, cha mẹ và anh em chị có một con cái nữa. Nhiều lắm. Chúng còn đi tu đi sứ vụ cũng dễ được rồi con ạ. Nhiều khi bố mẹ cũng muốn, mà bố mẹ cũng cho. Chẳng hạn ngày hôm nay thì các gia đình chỉ có một công tử, công chúa thôi, thế làm sức mấy mà cho đi tu được, phải không? Đi tu sao nữa? Xin lỗi các bạn, sợ mất giống cho đi được. Và nhiều các bạn nữ đi thì cũng sợ. Nhiều bố mẹ sao? Tôi nhớ có một lần gia đình đó, bố mẹ cô ấy đòi đi tu, ông bố không đồng ý, cầm hai chân nặng xuống ao vậy. Phải không? Bây giờ có đi tu được nữa không? Vẫn đi tu bình thường à? Vậy sao rồi cô trốn cô đi tu vào nặng cái chân, cầm chân nặng đưa con đào xuống ao vậy, bỏ sao mà nặng xuống mà không cho đi tu. Đó, thế nên trước những cái nguy hiểm đó thì hôm nay Đức Giêsu nói với các tông đồ như thế này, có sợ không? Chúa bảo các tông đồ đừng sợ. Vì tại sao Chúa lại nói các tông đồ đừng sợ? Và Chúa bảo các tông đồ đừng sợ để rao giảng tin mừng đâu, đừng lại nói về nước trời cho những người khác đâu. Vì chẳng có cái gì che giấu người ta mãi được, chẳng có gì là bí mật mà người ta sẽ không biết được. Rồi Chúa còn nói làm sao nữa? Lúc đêm hôm thì hãy nói ra ban ngày, cái điều Chúa rỉ tai thì hãy nói lên mái nhà mà rao giảng. Rồi Chúa bảo rằng là đừng sợ những người giết được thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa đứng có thể ném cả hồn lẫn xác vào hỏa ngục. Và như thế thì Đức Giêsu dạy chúng ta điều không đáng sợ và điều đáng phải sợ. Đó là kẻ không đáng sợ và người đáng phải sợ. Cái điều đáng không, điều không đáng sợ đó là gì? Đó là chỉ những kẻ nào giết được cái phần xác nhưng không giết được cái linh hồn. Và cái điều đáng phải sợ đó là chết cả phần xác lẫn phần hồn. Ở đây kẻ không đáng sợ đó là thế gian và người đời. Đứng phải đáng kính sợ đó là chính là Thiên Chúa. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, thế mà nhiều khi chúng ta sợ chết về phần xác hơn là sợ chết về phần linh hồn, và sợ người đời hơn là kính sợ Thiên Chúa, phải không? Đó, nhiều khi chúng ta sợ chết phần xác hơn là chết phần linh hồn, vì sợ người đời hơn là sợ Thiên Chúa. Tôi lấy ví dụ thế này thôi. Sợ bị gây phiền hà nên không dám rao giảng và sống những đòi hỏi của tin mừng.
Đòi hỏi của tin mừng là gì? Công bằng, bác ái, tự do, ngay thẳng. Gì nữa? Tôn trọng cái phẩm giá và bảo vệ cái sự sống của con người giữa một cái thế giới tục hóa và xã hội vô thần này, đầy những gian dối, bất công, tham nhũng, thiếu tự do và nhân quyền. Nhiều khi chúng ta không dám sống, rồi sợ gì nữa không? Sợ ốm đau bệnh tật, nên đã sao mua thịt về ăn trong ngày chay mà hội thánh buộc. Trong một năm hội thánh buộc cứ ngày thứ sáu tuần thánh, tư lễ cho thứ sáu tuần thánh ăn chay kiêng thịt. Nhưng mà sau đó vì sợ ốm cho nên mua một cân thịt bỏ xuống ao cất lên. Tư cha nay là ăn cá và ăn thịt, bởi vì con cất ao từ cá, thịt từ cá ở ao lên mà không chạy nữa. Đôi sợ nghèo đói nên sao dễ bỏ ngày chốn nhật, ngày lễ nghỉ để đi làm thêm. Có ngày hôm nay thì nói cái chuyện sự nghèo đói thì ít lắm, nhưng mà vì sao đó tham tiền, tham việc nên ta dễ dàng bỏ ngày chốn nhật, ngày lễ nghỉ để đi làm thêm. Nhiều lắm, nhiều các bạn trẻ sinh viên vậy. Và làm sao đó, bởi vì thích kiếm tiền nên là vừa học vừa làm. Và trong khi đó thì học thì ít, làm thì nhiều. Thế là có tiền là không học nữa. Rồi các bạn sao nữa? Bỏ. Người ta học có 4 năm ra trường, đi học 6 năm rồi. Mà sao vậy? Vì riết rớt rớt môn. 4 năm người ta học môn đây cứ rớt hoài. Chúng sợ nhiều xứ sợ lắm. Sợ ngại khổ. Nên chẳng chịu học giáo lý, đi lễ và đọc kinh sớm tối thờ phượng Chúa. Nhưng sợ. Các bạn trẻ ngày hôm nay cũng vậy thôi. Được cha phó giúp cho chúng con thì cha thấy đề giáo khu thánh tâm, giáo khu nhiều đạo vọng, mà không biết được mấy bạn trẻ đi lễ đạo vọng. Đấy, chỉ rõ ràng như vậy rồi. Cả giáo xứ đến được đếm một trẻ được mấy người nữa. Thế nhiều các bạn trẻ ngày hôm nay sợ nhiều thứ lắm. Nhiều thứ lắm. Rồi sợ, ở đây thì nói rồi đó, sợ ế vợ ế chồng nên đã sẵn sàng ra nó bỏ đạo lấy được vợ được chồng. Nhiều hôm nay các bạn trẻ sao đó, tìm mọi cách là nếp gia đình, nhiều khi thì lấy người ngoại giáo rồi bỏ đạo nhiều thứ năm. Cho nên sợ mất thời gian, tốn công sức tiền của nên không dám tham gia hoạt động tông đồ, sinh hoạt hội đoàn, dấn thân phục vụ công ích xây dựng giáo hội và xã hội. Rồi sợ mất chức quyền, mất công ăn việc làm này, nên đã sẵn sàng chối Chúa, không dám xưng mình là người có đạo. Nhiều năm, nhưng mà tôi thì được đạo một vài cái rất là cụ thể như vậy đó, để mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng nào, nếu như chúng ta sống như vậy đó thì cần phải nghe kỹ lời Chúa Giêsu nói hôm nay rằng: phàm ai chối Thầy trước mặt người đời, Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha của Thầy đứng ngự trên trời. Còn ai tin nhận Thầy trước mặt người đời, Thầy cũng sẽ tin nhận kẻ ấy trước mặt Cha Thầy đứng ngự trên trời. Cho nên hơn bao giờ hết đó, chúng ta luôn luôn với cầu nguyện để xin Chúa ban thêm sức cho chúng ta, để những can đảm đó, dám sống và rao giảng tin mừng giữa một cái thế giới ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta sẵn sàng dám rao giảng tin mừng thế giới ngày hôm nay đó, là một cách nào đó chúng ta cũng đang và noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả đó, mà điên kèn cũng như bác nhạc mừng kính ngày hôm nay. Một Thánh Gioan làm người sau đó dám chết vì Chúa không sợ, và dám rao giảng vì Chúa không sợ, dám nói những sự thật không sợ thế nào cả. Cho nên khi mà chúng ta cùng với anh em điên kèn cũng như hội Bắc Âm đó, chúng ta tưởng niệm kỷ niệm những ngày sinh nhật Hoành Thánh Do Giả đó, mà Chúa đã có nhiều lần ca ngợi Ngài là người cao trọng nhất trong số những người sinh ra bởi người nữ. Vâng, đúng vậy đó. Không kể mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả là một vị thánh duy nhất được giáo hội bằng ngày sinh nhật đâu. Với ngày sinh nhật của Thánh Gioan sẽ loan báo một cái kỷ nguyên mới cho nhân loại mà Chúa Giêsu sẽ khai mở. Bởi vì sau đó cha của Ngài đã một người bị câm, và mẹ của Ngài đã một người đàn bà son sẻ.
Thế thì trong cái bối cảnh đó, cái ngày chào đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Giảng Đoan bảo rằng là cái thời của đứng cứu thế đã đến rồi, cái thời của sự câm lặng đã trở thành loan truyền ơn cứu độ rồi, cái thời mà sự son sẻ đã trở thành đông con nhiều cháu rồi. Cho nên cái ngày sinh của Gioan Tẩy Giả nó là cái thời loan báo về ngày cứu độ. Cái lời loan báo ấy mà Thánh Gioan đã không ngừng hô lớn trong những ngày sau này, và Ngài chính là một tiên tri của Chúa, Ngài chính là đứng tiền hô của Chúa. Cho nên cái ngày sinh của Gioan Tẩy Giả thì giáo hội cũng muốn nhắc nhở mỗi người cứu thú chúng ta về cái sứ mạng làm tiên tri và cái sứ giả của Ngài. Cái ngày sinh của Gioan Tẩy Giả sẽ mời gọi chúng ta nhớ lại cái ngày chúng ta được tái sinh của chúng ta. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, cái nhờ phép được tội đó, chúng ta đã trở thành một ngôn sứ loan báo hồng ân cứu độ của Chúa. Thì ngôn sứ cái ngọn nến ngày giáo hội trao cho chúng ta trong ngày lĩnh phép được tội đó là biểu tượng cho ánh sáng mà chúng ta phải không ngừng chiếu tỏa ở cho những người xung quanh. Cho nên dù sống trong bất hồn cử hoàn cảnh nào thì người tín hữu chúng ta cũng phải có một cái sứ mệnh là chiếu tỏa cái ánh sáng ấy. Khi nói tới cái chiếu tỏa của ánh sáng ấy đó, tôi nhớ tới có một câu ngạn ngữ mà tôi bảo thế này này: nếu bạn không trở thành sao sáng ở trên trời thì ít ra bạn hãy trở thành ngọn đèn soi sáng trong nhà bạn. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, khi mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả thì chúng ta cũng còn phải nhớ lại cái con đường Ngài đã đi qua, cái con đường được Ngài gõm tóm gọn ở trong cái khẩu hiệu rất là rõ: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Có nghĩa là Chúa Giêsu phải được lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Khi nói cái điều này thì tôi có đọc ở trong cái tạp chí là Truyền Bá Đức Tin, thì có thuật lại một cái câu chuyện một ông cụ già Ấn Độ như thế này. Lúc còn là một thanh niên, anh ta say sưa nghiện ngập đủ mọi thứ, cà phê, thuốc lá, rượu mạnh, có tiếng ở trong làng rồi. Nhưng rồi một hôm chàng đọc thấy ở trên mặt báo lời kêu gọi giúp nuôi chủng sinh ở các giáo phận nghèo. Mà khi đọc xong thì chàng rất đỗi là phân vân. Một đằng thì chàng muốn mình phải làm một cái gì đó, đằng khác thì chàng thấy những cái thứ đó quá hấp dẫn, chả có cái vẻ tội lỗi gì cả. Tuy nhiên thì chàng quyết định, các bạn trẻ đón xong là bạn chàng thanh niên bỏ cái gì, tức là chàng quyết định là bỏ tất cả. Nhưng dần dà với thời gian, chàng đóng góp cái số tiền tiêu xài ấy vào quỹ Truyền Bá Đức Tin để giúp nuôi ít chủng sinh nghèo. Và cứ thế liên tiếp trong mấy năm, và nhiều thế hệ của chủng sinh linh mục đã được chàng giúp đỡ. Chính họ liên lạc tư tín với chàng mỗi lúc một nhiều. Thế rồi thời gian trôi qua, đến ngày chàng thanh niên nghiện ngập thành ông cụ già 85 tuổi. Cái ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của cụ, cụ tuyên bố trước mặt họ hàng một câu xanh tờn như thế này: với những hy sinh suốt mấy năm vừa qua, tôi đã đài thọ cho việc huấn luyện các chủng sinh, và đến nay con số các linh mục rải rác khắp nơi tôi được tôi giúp đỡ đã lên đến 30 người rồi. Tôi rất hạnh phúc, tôi đã đầu tư thành công và tôi sẽ tiếp tục đầu tư như thế cho đến giờ Chúa gọi. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, một câu chuyện kết thúc rất là có hậu. Vâng, cụ già đã biết làm cho mình nhỏ đi và cho Chúa được lớn lên qua những cánh tay nối dài của Ngài. Ước gì cái cầu hiệu này
cũng trở thành lý tưởng và luật sống của mỗi người chúng ta, nhất là ban anh chị em trong Đinh Kèn của giáo xứ, cũng như là ban Đinh Bắc Âm của giáo xứ nữa. Sống đối với người tín hữu chúng ta là sống cho Chúa, sống đối với người cứu chúng ta là sống không ngừng khước bỏ và cắt xén đi những gì là thừa thãi trong cuộc sống để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Sống đối với người cứu hữu chúng ta là suy nghĩ và hành động trong Chúa Kitô để dung mạo của Ngài được chiếu sáng trong chúng ta, và nhờ ơn cứu độ của Ngài chúng ta được loan báo cho mọi người. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Gioan có sứ mạng dọn đường cho đấng cứu thế đến trần gian để cứu độ loài người. Trong điểm hân hoan mừng sinh nhật vị tiền hô, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình cầu xin. Chúa đã làm cho Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong hội thánh luôn vui mừng hoan hỷ vì Chúa đã đến ở với loài người chúng ta. Chúa đã dùng lời nói và cuộc đời của Thánh Gioan mà chỉ cho nhân loại đường trở về với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng rau xi khi rao giảng lời Chúa, biết sống tinh thần nghèo khó của tin mừng như Thánh Gioan. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn và cá nhân nhận Thánh Gioan làm quan thầy, luôn làm tốt bổn phận trong đời sống thường ngày, không nhằm đề cao cá nhân nhưng để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Chúa đã muốn dùng người phàm để rao giảng nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết thực thi bác ái trong đời sống, khiêm tốn trong phục vụ và hiền hòa trong cung cách đối xử. Đại Chúa xin đón nhận những lời chúng con vừa tha thiết dâng lên nhờ lời truyền cầu của Thánh Gioan Tiền Đô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn, tình Ngài như vẫn còn theo bước con. Con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời để sống trăm năm cho riêng tình Ngài. Anh chị em hãy cầu nguyện đây lễ cuộc tôi cũng đã khoa anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhân. Đời Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thánh hóa chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Đầy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu quỳnh đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối và chốn trường sinh, và khi nên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tôn hô hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoan đừng của lễ này để trở nên cho chúng con bình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đột mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bèn ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là bình thầy sẽ bị nộm vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao gân mới và vinh cầu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là bầu nhiệm đức tin.
và tiền sừng Chúa sống lại cho tới khi Chúa hợp đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con chưa chịu trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chân cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận cho tôn nhan và phong sư Chúa, chúng con tha thiết đại xin Chúa cho chúng con khi thông phần bình và mau đức Kitô được quy tôn đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Thomas, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến từ tứ Chúa nước bậc ân nhân ân thân nhân trong ban kèn, điên kèn cũng như điên bát nhạc trong giáo xứ chúng con đây. Những người còn sống xin Chúa ban sự bình an. Những người mà Chúa đã gọi đau của đời này về với Chúa, xin ban kẻ đã trên con Chúa thường được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong điểm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chương cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi, được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin điền đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an vật nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa,
trên Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian, phong cho ai đều mời đến dỗ tiếng trên Thiên Chúa. Con tìm đâu thấy bình an, nào có
Đầy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con đứng bình vào mẫu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ bổ nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Kính mời công đoàn chúng ta vui lòng còn lại một chút ạ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cũng như đầu lễ tôi đã giới thiệu với công đoàn, hôm nay anh em trong liên kèn và liên đoàn bát âm của giáo xứ Đền Thánh chúng ta hân hoan mừng kỷ niệm ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Còn thấy hội kèn của chúng ta gồm có hội kèn nhà xứ này, hội kèn họ giáo phòng, hội kèn mẹ Thiên Chúa, hội kèn họ Đồng Tâm, hội kèn mẹ Vô Nhiễm và hội kèn họ Chúa Kitô Vương. Gồm có như vậy là 6 hội kèn hiệp nhất lại với nhau. Và đặc biệt có một hội kèn mới nhất, mới toanh, mới ra mắt là đoàn hội kèn họ Chúa Kitô Vương. Để con thấy rằng là trong một vườn hoa, trong hoa đơn nở, trong đoàn trước đó, thì mỗi một nhà sứ thổi, kèn giáo họ thổi, các giáo họ thay nhau thổi, con thấy cũng là một điều quá đẹp. Cứ đẹp ở chỗ là tất cả chúng ta đều hiệp nhất lại với nhau, hiệp hành với nhau trong cái tình mến Chúa Kitô. Và hôm nay con thấy đoàn đức cũng như là phục vụ trong thính lễ rất là sốt sắng và tốt đẹp nữa. Thêm lời cho anh em trong hội kèn cũng như là liên đoàn bất âm, chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì, cứ chương cùng toàn thể cương bà và anh chị em trong tinh thần hiệp hành bằng cách việc làm rất cụ thể. Đó là chúng ta cùng tham dự cuộc rước giờ chầu, rồi nhân tham dự thánh lễ rất là sốt sắng và tốt đẹp. Chúng ta cùng chúc mừng cho liên kèn chủ nhật liên đoàn bất âm mà chẳng một tay đơn đàn đến. Cầu chúc cho ban điên kèn của giáo xứ chúng ta đây một ngày nào đó mỗi ngày một thăng tiến hơn, nhất là trong cái dịp mà sắp tới này gần 8 tháng 8 chúng ta đến về nhà thờ chính tòa để phục vụ trong thiên lễ mùng 8 tháng 8 quần thể đệ nhị của giáo phận. Xin quý bà và anh chị em, nhất là ban giáo nhà xứ như giáo họ đã cố gắng cộng tác với ban kèn điên kèn trong giáo xứ chúng ta đây để cùng nhau phục vụ cái ngày lễ mùng 8 tháng 8 quần thể đệ nhị của giáo phận với sự tốt đẹp. Và con tin tức rằng với tinh thần nhiệt huyết của quý anh chị em trong hội kèn, trong điên kèn đó, chúng ta sẽ phục vụ cái ngày lễ đó mọi sự tốt đẹp. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.